Xin chào các bạn, mình là Tài Nguyễn đến từ diễn đàn ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Tài Nguyễn sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bơm lốp sử dụng pin đến từ thương hiệu Siêu Tu và cái tên gọi của nó là ST9619. Cái sản phẩm này Tài mua trực tiếp từ trang otovietnam.com. Và trên cái trang otovietnam.com này có rất là nhiều cái sản phẩm tương tự như vậy. Xin mời các bạn cùng lên đó để mua. Đầu tiên thì các bạn mua một cái sản phẩm từ online về thì bên trong cái hộp này nó sẽ có gì? Thì chúng ta cùng khui hộp. Khi các bạn khui hộp ra thì bên trong hộp là có một cái hướng dẫn sử dụng. Thì cái này thì bằng tiếng Trung. Một cái dây sạc đầu vào là Type-C còn lấy từ USB. Và một cái bộ dụng cụ đi kèm thì bao gồm là có là bơm banh nè, bơm bong bóng nè và bơm xe đạp nè. Một cái đầu dòi. Đầu dòi này thì dùng để bơm ô tô hoặc là bơm xe máy. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta là cái bơm Siêu Tu. Đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu những cái phụ kiện đi kèm cũng giống như là cái bơm lốp Siêu Tu, những cái thông số kỹ thuật của cái bơm lốp Siêu Tu này. Thì trên tay Tài là những cái phụ kiện đi kèm là cái bơm bóng, bơm banh. Ngoài cái sản phẩm này thì ngoài là bơm ô tô thì khi mà chúng ta đi xa hoặc là tại nhà mà nếu các bạn mà có nhu cầu mình cần bơm những cái quả bong bóng hoặc là những cái banh thì cũng có thể là lấy những cái sản phẩm phụ kiện đi kèm này theo. Tiếp theo nữa thì đây là cái dây sạc Type-C. Thì cái dây sạc Type-C này nó rất là thông dụng và nó sẽ rất là tiện lợi khi chúng ta mang theo. Nếu mà các bạn mà có quên cái dây sạc Type-C này thì các bạn đi đến một cái chỗ nào đó mà cần sạc cái bơm lốp này thì cũng có thể là mượn một cái đầu Type-C để sạc vào. Thì Tài thấy nó khá là tiện lợi. Tiếp theo thì trên tay Tài là một cái đầu vòi. Thì ở cái đầu vòi này nó có một cái chốt khóa. Cái chốt khóa này thì theo Tài đánh giá nó khá là chắc chắn. Đối với những cái đầu vòi khác thì chúng ta sẽ vặn bằng tay. Nhưng mà trên cái đầu vòi này, cái chốt khóa này sẽ giúp chúng ta là cố định cái vị trí mà chúng ta để bơm. Và cái đầu vòi này có thể là tháo rời ra trên cái bơm lốp của chúng ta thì giúp cho cái sản phẩm của chúng ta nó gọn nhẹ hơn. Nhưng mà cái điều mà Tài không thích trên cái đầu vòi này thì nó thiết kế khoảng tầm 18cm. Thì đối với Tài thì cái khoảng cách này nó khá ngắn. Khi mà ví dụ như chúng ta bơm, chúng ta đang chạy xe mà khi mà chúng ta trên đường mà chúng ta đậu lại thì có những nhiều lúc á, thì cái đầu vòi của chúng ta nó nằm ở phía trên. Thì cái sản phẩm này nó, chúng ta cầm nó khá là mỏi tay. Nếu mà nó rơi vào khoảng cỡ 25-30cm thì Tài thấy nó khá là phù hợp. Thì trên tay Tài đang cầm là cái bơm lốp Siêu Tu. Thì đầu tiên thì nói về tổng quan của cái bơm lốp này thì Tài thấy nó là thiết kế nó khá là nhỏ gọn và rất là nhẹ. Nó cầm trên tay thì khá là chắc chắn. Chất liệu của cái bơm lốp này thì được bao bọc bởi cái lớp nhựa là ABS. Thì các bạn cũng biết rồi, cái chất nhựa của ABS này thì nó rất là cứng nhưng mà nó không giòn. Và cái chất nhựa này thì nó có thể cách điện và cách được nước. Và mặt trước của cái bơm lốp này thì là một cái miếng nhựa này. Thì chúng ta cũng có thể thấy được những cái lỗi trong. Và đây là cái mặt để chúng ta thấy được những cái thông số. Và khi chúng ta lên trên đầu của cái sản phẩm bơm lốp Siêu Tu này thì nó có gì? Thì đây là đầu tiên thì đây là cái cổng nguồn. Cổng nguồn của nó vào thì đầu vào là Type-C. Ngoài ra thì cái trên cái bơm lốp này Tài rất là thích, nó có thêm một cái tính năng nữa là tính năng chúng ta có thể là sạc trực tiếp cho điện thoại của chúng ta, là sạc dự phòng. Và cái đầu ra của nó là đầu USB thì nó khá là phù hợp với lại nhiều cái dòng sản phẩm hiện nay. Ngoài ra đây chúng ta có thêm một cái đèn. Cái đèn này nó có hai chức năng, một là cảnh báo, hai là SOS. Và cái đầu này là cái đầu ra để cho cái vòi hơi của chúng ta. Thì khi mà chúng ta bơm hơi thì chúng ta sẽ vặn cái đầu vòi vô đây. Bên tay phải của chúng ta là một cái mặt trơn rất là đẹp. Còn bên tay trái của chúng ta thì có thiết kế thêm những cái phím cơ. Đây là phím tăng giảm 3. Còn đây là nút mở đèn cũng giống như là mở SOS. Đây là nút tắt nguồn cũng giống như là nút để mà chúng ta bật. Còn đây là nút chuyển đổi những cái thông số ở trên cái bơm lốp này. Và khi nhìn ở phía ở dưới của cái bơm lốp thì đây là cái tản nhiệt. Cái tản nhiệt này nó sẽ giúp cho cái bơm lốp của chúng ta nó sẽ mát hơn khi mà bơm liên tục ở thời gian dài. Đối với những cái lốp ví dụ như bán tải mà chúng ta có thể bơm lên khoảng 10 phút thì cái tản nhiệt này nó sẽ giúp cho cái bơm lốp của chúng ta nó tản được nhiệt tốt hơn. Cũng giống như là nó giảm cho cái bơm lốp của chúng ta nó ít bị nóng. Và cái sản phẩm này thì nó có công suất tối đa là 150 PSI. Nó sẽ thể hiện luôn trên ngay chỗ cái bề mặt của cái sản phẩm của chúng ta. Ngoài ra thì cái sản phẩm này thì nó nặng là 0,65 kg.
và nó mang trong mình là một cái cục pin là 4000 mAh. Thì đối với tài 4000 mAh thì nó cũng khá là nhỏ, nó tương đương dung lượng của một cái điện thoại tầm trung. Đối với những cái sạc dự phòng của chúng ta hiện tại thì nó là khoảng là 10000 mAh là tối thiểu, có những cục sạc nó lên đến 20000 mAh. Thì cái cục pin của trong cái sản phẩm này thì có 4000 thì Tài thấy nó rất là ít. Nếu mà dùng nó để gọi là sạc dự phòng thì nó chỉ là mang tính chất chữa cháy thôi, còn nếu mà sạc thì nó không đủ. Và cái sản phẩm này thì Tài đã test thực tế của nó khoảng tầm 1 tháng rồi. Đối với sản phẩm này khi mà Tài để nó khoảng 1 tuần thì nó cái dung lượng pin của nó cũng vẫn bị hao hụt nha. Thì nếu mà sạc đầy thì chúng ta sẽ có 3 mức, nhưng mà chúng ta sẽ không biết được bên trong của cái sản phẩm nó còn bao nhiêu phần trăm pin. Nhưng mà để khoảng 1 tuần thì nó có thể là hao xuống khoảng 1 nấc. Thì đối với Tài thì khi mà hao như vậy á, thì nếu mà các bạn mà để lâu, ví dụ như 2 tuần hoặc là 1 tháng mà các bạn không sử dụng tới, nó có thể là nó hết luôn cái dung lượng pin của sản phẩm của chúng ta. Và khi chúng ta mang ra dùng á, thì có thể là không sử dụng được. Nhưng mà cái đặc điểm của cái này thì có thể là sạc trực tiếp ở trên ô tô. Thì khi mà các bạn mà chạy mà ví dụ như là xe chúng ta mà bị yếu hơi, chúng ta có thể dùng cái đầu tai xi để sạc trực tiếp cái bơm lớp này và dùng nó để bơm thì nó cũng khá là thuận tiện. Nhưng mà cái bơm lớp này thì mang trong mình là một xi lanh. Thì đối với Tài, những cái bơm lớp mà nó có một xi lanh thì cái thời gian bơm nó khá là lâu. Thì để như thế nào thì một hồi chúng ta sẽ test trực tiếp trên cái bơm lớp này. Và cái bơm lớp cầm tay sử dụng pin siêu tu này nó sẽ phù hợp với những dòng xe nào? Thì Tài test khoảng 2 tuần thì Tài thấy nó khá phù hợp với là những cái dòng xe máy và xe máy điện. Ngoài ra thì đối với xe hơi thì nó sẽ phù hợp với là những cái dòng xe mà hạng A, như là Kia Morning hoặc là Hyundai i10 vân vân, và những cái dòng xe phân khúc B thôi. Còn đối với những cái dòng xe mà lớn hơn, ví dụ như là xe bán tải này kia, thì Tài thấy nó chưa phù hợp. Và để biết nó có phù hợp hay không phù hợp như thế nào thì mời các bạn cùng Tài test thực tế trên cái sản phẩm siêu tu này. Và bây giờ Tài sẽ test trực tiếp cái bơm lớp này trên cái bánh xe mà đã xẹp hơi. Lớp xe của chúng ta thì đang ở cái mức là 0.3, và Tài sẽ đo trước cái nhiệt độ của cái bơm lớp này trước và sau khi mà bơm. Thì đầu tiên thì đo ở ngay chỗ cái vòi bơm của chúng ta thì nó là khoảng 31-32 độ. Rồi Tài sẽ tiếp tục đo ngay chỗ cái xi lanh đằng sau cái xi lanh của cái bơm lớp thì nó cũng đâu đó khoảng cỡ 31-32 độ. Và một lưu ý cho các bạn là khi mà cái tại vì cái dây đầu vòi của chúng ta nó rất là ngắn, nó chỉ có khoảng 18 cm thôi, thì khi mà chúng ta chạy xe có nhiều lúc là cái đầu vòi chúng ta nó sẽ không nằm cố định ở phía dưới, giống như hồi nãy khi mà Tài chạy tới thì nó nằm ở đâu ở trên đây, thì bắt buộc Tài phải chạy lên một xíu để cho cái đầu vòi của chúng ta nằm ở dưới để tiến hành bơm cho nó thuận tiện hơn. Thì bắt đầu thì bây giờ Tài sẽ bắt đầu bơm nha. Và bây giờ Tài sẽ xét lại cái ba cho cái máy bơm lớp của chúng ta. Khi mà bơm đủ ký thì nó sẽ tự động ngắt. Khi mà xem ở ngay chỗ thành cửa thì cái thông số mà của cái lớp sau này là 2.6 kg. Thì bây giờ Tài sẽ xét cái này là thành 2.6 kg nha. Bây giờ là đang 2.4 kg nè. Rồi 2.6 kg. Thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu bơm nha. Thì trước khi bơm thì Tài sẽ mở cái đồng hồ lên. Rồi bây giờ bơm nha. Và sau khoảng thời gian là bơm là 9 phút và 45 giây thì nhiệt độ của thân máy đâu đó là khoảng 43-44 độ. Còn cái đầu vòi của chúng ta thì nó rơi đâu đó khoảng cỡ 51-53 độ. Đối với Tài thì cái nhiệt độ của đầu vòi này nó cũng là khá là cao. Thì một cái khuyến cáo của Tài đối với các chị em phụ nữ khi mà bơm cái bơm lớp này thì chúng ta sẽ tương tác bằng cái khóa vòi, chứ đừng các chị em hạn chế là đụng vô cái đầu vòi này, có thể là bị bỏng tay của chị em. Về cái thời gian bơm thì là 9 phút 45 giây. Thì đối với một cái bơm lớp mà có một bít tông tích hợp pin như thế này thì Tài đánh giá thì là rất là lâu. Đo những cái bơm lớp mà dùng tẩu thông thường thì Tài thấy nó đâu đó tầm khoảng cỡ là 5 phút đến 6 phút. Còn đối với những cái sản phẩm mà sử dụng pin như thế này thì 10 phút. Nhưng mà cái những cái sản phẩm sử dụng pin như thế này thì nó được cái gọn và nhẹ thôi. Còn nếu mà bơm từ không cho đến đầy lớp thì Tài nghĩ là nó cũng có những cái mà Tài đánh giá nó chưa có được cao cho lắm.
Tiếp theo là một vài khuyến cáo của Tài đến với các bạn khi mà các bạn sử dụng cái bơm lốp siêu tu này. Khi mà các bạn bơm lốp trên cái lớp cái xe của các bạn thì các bạn nên xem cái thông số lốp của chúng ta trên cái thành cửa. Thì các bạn khi mở cái cửa Tài ra và bên ngay chỗ cái thành cửa đó thì sẽ có những cái thông số. Thì các bạn xem lớp trước, lớp sau thì các bạn bơm cho đúng cái thông số lốp của chúng ta. Nếu mà cái lốp của chúng ta là lốp zin theo xe. Khi mà chúng ta bơm xe máy thì chúng ta có thể là chọn những cái option trực tiếp ở trên cái thông số trên cái bơm lốp này. Thì chúng ta chọn bơm xe máy thì khi mà bơm lên tới cái hạn mức tối đa thì nó sẽ tắt. Và đây là một cái sản phẩm sử dụng pin, nên là các bạn khi mà sử dụng nên tránh xa ánh nắng trực tiếp. Ngoài ra khi mà các bạn có những cái chuyến đi xa hoặc là những chuyến caravan thì nên kiểm tra pin của cái sản phẩm này trước khi chúng ta xuất phát. Nếu các bạn mà có quan tâm về cái sản phẩm siêu tu này và mức giá thì có thể lên trang autovietnam.com để tìm hiểu. Theo đánh giá cá nhân của Tài về cái dòng siêu tu này thì về ưu điểm thì Tài đánh giá nó có thiết kế nhỏ gọn, nó rất là phù hợp khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Ngoài ra thì đối với cái sản phẩm này thì có thể là để vào xe máy. Nếu mà các bạn di chuyển trong nội đô mà lớp xe máy của chúng ta mà có mềm thì cũng có thể đem cái bơm lốp này ra để bơm chanh được. Và cái mà Tài thích nhất là nó có tích hợp luôn sạc dự phòng, nhưng mà nó chỉ mang tính chữa cháy thôi. Khi mà chúng ta đi những chuyến cabin mà có thể mà quên mang những cái sạc dự phòng thì có thể là dùng cái bơm lốp này để chữa cháy được. Nhưng mà cái mà Tài không thích trên cái sản phẩm siêu tu này thì đầu tiên thì cái nó có sạc dự phòng nhưng mà cái dung lượng pin của nó chỉ có 4.000 thôi. Thì đối với Tài thì cái dung lượng đó nó khá là nhỏ. Và cái thứ hai mà Tài không thích trên cái sản phẩm siêu tu này là nó không có thiết kế một cái túi đi kèm. Đối với Tài, nếu mà nó có thiết kế một cái túi đi kèm thì nó có thể là bỏ được cái sản phẩm siêu tu này vào. Ngoài ra còn có thể là bỏ được những cái linh kiện này thì nó rất là gọn và chúng ta có thể bỏ vào một góc nào đó trên ô tô hoặc là trong cốp xe máy của chúng ta. Và thêm một cái nhược điểm nữa thì đây là một cái sản phẩm nó thiết kế nhỏ gọn nên nó mang trong mình là một xi lanh và cái dung lượng pin của nó ít. Thì khi mà các bạn bơm nhiều với lại công suất mà lớn, ví dụ như là khi các bạn bơm những cái chiếc bán tải mà nó tầm khoảng cỡ 2,6 kg thì cái máy bơm của chúng ta nó sẽ hơi đuối và cái thời gian của chờ của cái bơm này nó rất là lâu. Nếu các bạn có những thắc mắc về sản phẩm siêu tu này có thể để lại comment bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh ô tô Sài Gòn, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.